Má. Con. Trời ơi, má. Ở ngoài gió mái vậy, má ra ngoài đứng kia vậy? Má ngồi xuống đi. Má thấy trong bụng buồn buồn, đứng dậy đi qua đi lại cho nó đỡ. Bữa nay má khỏe hơn nhiều rồi. Con có gặp được cô gái đó không con? Gặp rồi, sao không ở chơi lâu lâu mà về sớm vậy? Nhà cổ có đám, ở chơi lâu không tiện cho nên con chào rồi về. Ừ. Có lần má theo cha con về bển chơi. Má ngó nhà họ cũng kinh dinh cảnh vẻ lắm. Giờ chắc giàu có hơn xưa nữa đa. Cũng tại má hết. Nếu như năm xưa má không bỏ con lại một mình cho cha con thì gia đình mình cũng không có bị phá sản, thì cha của con cũng không có bị mang tiếng xấu của má nữa. Giờ nghĩ lại má ân hận vô cùng. Nếu nhà người ta vì chê má là xuống ca vô loài thì con cứ mạnh dạn mà nói với người ta là má con mình đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi nghe con. Má, má nói gì kỳ vậy? Sao con lại có thể nói lời nông cạn như vậy được? Mà con với cổ cũng chỉ là bạn học bình thường thôi. Má đừng nghĩ ngợi nhiều nghe má. Má ngó nét mặt bần thần của con là má biết con thương cô gái đó lung lắm. Con à, con đừng có giấu má, con trai. Nếu con không dành nhiều tình cảm cho cô gái đó thì con đâu có buồn khổ nhiều như vậy đâu. Má từ hồi nào tới giờ chưa làm điều gì tốt đẹp cho con trai của mình hết. Nếu như lần này mà vì nhân thân của má mà làm gian dở tình duyên của con thì má mang tội nhiều lắm. Con à, má phải đi khỏi nơi này để khỏi phiền lụy đến tương lai của con. Chuyện qua lâu rồi, má đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa mà. Hồi xưa không biết má ở đâu cho nên con đã không đi tìm. Bây giờ má đã trở về đây rồi thì má cứ lại đây đi. Phận là con trai của má, con phải chăm sóc cho má, cho dù là má đúng hay là má sai. Má chỉ sợ làm cản trở đường không danh sự nghiệp cũng như tình cảm của con mà thôi. Con tính chừng tốt nghiệp con sẽ trở lại Bạc Liêu. Vừa tìm việc làm vừa tiện chăm sóc cho má nữa. Con ngoan, con của má.